Gia lại là mình đây. Sau này tất cả các bạn ơi, ngày hôm nay mấy anh em mình lại tiếp tục qua vườn để quay clip cho các bạn xem nè. Sáng ngày hôm nay các bạn ơi, thức dậy gia đình mình thì mình khá là buồn luôn, tại vì nhận được một cái tin từ cha mình á. Tại cha mình để ý mấy ngày hôm nay á, hai ngày rồi không thấy mèo vàng nữa các bạn. Sáng nay thì mấy anh em mình đi kiếm quá trời luôn, không thấy mèo vàng đâu á. Bị quá kiếp rồi các bạn, chắc là bị người ta bắt rồi đó các bạn ơi. Tại vì con mèo của mình á, nó đã bị thiến rồi, cha mình thiến sợ nó bị đi theo gái á. Cha mình đã biết từ trước rồi, cha mình đã thiến nó rồi, nhưng mà không ngờ á là hai ngày hai anh em mình không để ý á, từ hôm bữa ăn Noel nữa các bạn ơi, mình không thấy nó. Hôm bữa Noel còn không con? Noel còn. Qua bữa sau nữa là không thấy nữa các bạn, mấy anh em mình đâu để ý đâu. Có con mèo đang ở nhà chơi bò sữa rồi. Tới cha mình nói, mình nói mấy anh em mình mới để ý á các bạn. Rồi tới trường đi kiếm thì không thấy nó đâu hết trơn á. Quá kiếp rồi. Chắc là bị người ta bắt cóc rồi đó các bạn ơi. Khá là buồn luôn. Nó là một cái con mèo mà nó gặp rất là nhiều tai nạn, mà mình với mẹ mình cứu nó biết bao nhiêu lần rồi đó các bạn. Thôi khá là buồn luôn. Hy vọng là con mèo vàng của mình nó sẽ quay trở về các bạn. Hy vọng là người ta đừng có bắt nó, tại vì nó mất là cũng khoảng 2 ngày mấy rồi đó các bạn. Mèo nó bay lên lửng. Rất là buồn luôn các bạn ơi. Thì thôi bây giờ mấy anh em mình sẽ bắt đầu lấy mấy miếng thịt của chị hàng xóm đã sơ chế các bạn. Mấy anh em mình sẽ chiên giòn và chấm muối ớt siêu cay cuộn với lại rau sống nha các bạn. Nói mà chảy nước miếng rồi. Thôi bây giờ mình sẽ đi làm nha các bạn. Và nếu các bạn nào thấy clip ngày hôm nay mình hay, nhớ để lại một like và nhớ một nút đăng ký kênh để ủng hộ cho mấy anh em mình nha. Và bây giờ đi thôi. Đi thôi. Trời ơi, coi được không? Trời đất ơi, chị đi vô. Bước vô. Á hả? Đi vô. Tự nhiên xe tôi chạy không né chạy trước tôi nữa. Rồi đi về luôn rồi, chạy về luôn. Sao, tại sao mày lại đi vậy thằng chó? Ừ, mém nữa là mày bị tai nạn giao thông rồi. Ừ. Có cháy đâu. Anh đi nhóm lửa của anh vô luôn đi anh. Anh lên nhóm lửa của anh vô luôn đi. Đốt lửa xong ra quýnh lộn chặn cây. Quất. Đây, giờ mình sẽ bắt chảo lên. Ồ, cây dầu mới luôn. Để cao cao lên cháy cái đít dầu. Anh hai mình thông minh quá ha. Rồi anh hai gót ở trên cái ở dưới cái đít nó cũng cháy tè chảy tè tè tè. Nó chảy hai đường á. Đây các bạn ơi, đây là 2 kg thịt heo nha. Đây là thịt ba chỉ các bạn. Sáng chị Hiền rửa sạch và thái mỏng rồi nè. Giờ mình sẽ đem đi chiên nè, mình chiên tươi luôn. Bây giờ chị Hiền sẽ bỏ vô. Wow. Ê, nó văng nha. Cục đó ngon á. Cái nguyên này nó ngon. Bây giờ đầu tiên mình sẽ chiên đợt đầu trước nha các bạn. Ừ. Đi về cho. Vô gia cư. Đi về liền cho. Quê. Quê. Trời ơi, tao mới qua. Ôi sợ. Ôi cưng nó đi chị Hè. Trời ơi. Oh no. Có sao không? Chuẩn bị đứng lên. Ha, chạy trước đi. I love you. Qua đây chi vậy? Đi chơi nè. Ông nói qua đây chi vậy? Ăn á. Chi chưa? Á trời trời trời. Nhiều đứng cũng xong. Than ran than ha. Đây nè các bạn ơi, và cuối cùng thì cái mâm thịt heo ba rọi chiên giòn của mấy anh em mình cũng đã hoàn thành rồi nha. Anh hai chiên muối ớt đồ rồi. Đó. Thì đây là cái món thịt heo ba rọi chiên giòn của mấy anh em mình đã xong rồi nè các bạn ơi. Các bạn nhìn thấy hấp dẫn không? Cái da của nó nè vàng ươm luôn. Thưởng thức thôi nha. Cái món này của mấy anh em nè các bạn ơi. Món ớt siêu cay. Cho hồ bò sữa xuất hiện. À, các bạn thấy hấp dẫn không? Đây mà anh hai chị Hiền ăn trước đi.
Thưởng thức cái miếng giòn giòn đi hai. Miếng nào? Miếng này nè, anh hai chọn đi. Em thấy miếng nó ngon nhất đó, anh hai chị Hiền chia đi. Nè chị Hiền. Ăn gì ngon nhất, cho Hiền bự nhất. Cảm ơn anh. Anh thích mấy cho cái anh cục mỡ này. Trời ơi. Ăn, ăn nguyên cái miếng nha, vậy nó mới hấp dẫn chứ. Ăn cái miếng này miếng ngon nè. Đúng rồi. Gỡ cái miếng đó ra. Do anh nè. Trời ơi. Thôi ăn lại cái miếng có da đi. Thôi ăn cái này cũng béo nè. Ồ, cay lắm nha. Nó giòn. Thèm quá mời đây các bạn nha. Giòn. Giòn dữ không? Vậy anh hai có thể lấy miếng dao anh hai cuốn kìa. Nha, lấy miếng dao nè. Anh hai ăn cái này trước đi, hai cuốn dao. Về cho nó nguyên bản. Đã chưa? Mời các bạn nha. Đã không? Okay. Béo quá. Béo bim bim. Béo bim bim mà. Thịt này là thịt này là không ướp gì luôn. Này là nguyên chất nè các bạn. Đây nè anh hai chậu ơi. Cái này nó phê nè. Đó. Đây mình hửa cái nào ít mỡ xíu các bạn ơi. Này đi. Xin lỗi mày nghe bò sữa tao ăn trước nha bò sữa. Xin lỗi em nha em trai. Đây ăn trước nó đi các bạn ơi. Đây chấm chấm muối siêu cay. Mời các bạn nha. Anh hai cho đi. Bò sữa anh hai cho kẹo sữa. Ăn nhẹ nha. Như bò sữa có được tính là đấm mỡ không? Hên xui. Thôi nó ăn kìa. Giòn thấu gấu gấu luôn. Nè các bạn thấy tận hưởng được cái vẻ ngon qua cái miệng bò sữa chưa? Ăn hơi xấu nha. Khép miệng lại, khép nếp lại chú ơi. Ăn gì mà nhe 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 thấy ghét quá à. Gái không có thì mị vậy đó. Gái gì bị đi. Mầm 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 nè, cầm chén đi cho nó ngon. Ngon. Đây. Mời các bạn miếng thịt heo chiên giòn nha. Nó giòn mà cứng luôn á. Gậu 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 luôn. Cái da giòn thớ luôn á. Như là heo quay vậy các bạn. Mình gỡ cái thịt ra được không? Bỏ cái thịt lại. Thưởng thức một miếng của em. Nè ăn cái này nè ăn đi. Giòn thớ luôn. Rất đã luôn mẹ ơi. Cần thịt heo quay đâu. Có lại rất là ngon luôn á. Mua gì mình chiên tươi vậy ăn ngon hơn nữa. Đúng rồi. Mời bạn sẽ thích nha. Mời các bạn một miếng nữa nha. Đây quá. Salad à, miếng salad à. Mời bạn. Trời ơi, con này nó hơi cứng. Quá hấp dẫn luôn các bạn ơi. Các bạn làm cái món này ngon thiệt luôn á. Đơn giản lắm, rất là đơn giản. Rất là đơn giản, giòn. Ngon, giòn thấm luôn. Mời các bạn nữa nha. Chỉ cần mua thịt về, để thịt thái mỏng ra, chiên. Cái da nữa nè. Chiên thầm, chấm. Nước mắm siêu cay ăn. Phê luôn. Ngon lắm các bạn, ngon quá. Bim bim ăn cái này nó hơi bị giòn quá các bạn. Cái này thịt á. Thịt giòn tới giòn luôn rồi. Hơi cứng. Có miếng thịt ngạt nè. Đợi bạn nữa. Ồ lỗ tai luôn hả? Mình bịnh đổ ra để mình tận hưởng cái độ giòn của nó. Trời ơi, ăn da như bọn cỏ. Bên nè, có miếng thịt hơi mềm nè. Đừng cho nó ăn cái da. Để cho nó ơi. Cho nó sửa miếng nó kìa, nó làm nó chảy nước miếng chảy dài dọc quá. Trời ơi. Đợi chị Bim, nó bằng nữa. Được rồi. Được rồi. Thầy Bim. Bim nó khoái ăn thịt nướng lắm. Đúng rồi. Thịt bạn mấy đợt ăn mà không có đi miếng. Trời ơi nó ăn kìa các bạn ơi. Con vịt ăn thịt. Nè Bim Bim. Ngon quá mà cay. Nè Bim. Cay mới ngon. Càng cay càng ngon. Ôi cái cọng thịt này nó rớt rồi nè. Nó giòn dữ lắm nè. Này là mình cho nó ăn thịt rồi mình lấy lại miếng da các bạn. Phê. Trời ơi nó ăn hết miếng rồi nè các bạn. Nó đói bụng. Nè Bim. Ngon quá hơi cứng rồi hả.
Đây nè, đây là miếng da nè các bạn ơi, y như heo quay luôn nè. Chấm. Rồi các bạn nha, ăn đi chị heo. Miếng da thì nó giòn, miếng thịt nó cứng xong nó bị khô á. Đúng rồi. Sao vậy? Cứng hả? Cứng nhưng mà ngon. Rồi hấu luôn á. Ngon quá không nói lên lời. Quá ngon, quá ngon. Cái độ tự nhiên của nó đủ độ ngọt ha. Đúng rồi. Mình không cần chấm mình ngon. Lấy cái miếng nhỏ nhỏ thôi các bạn ơi. Ngon miếng nó giòn á. Ừ. Đây ai. Mời các bạn nữa nha. Wow. Mời các bạn. Ăn đi ha. Trời ơi, xới lên. Wow. Wow. Trời ơi, xới lên còn thịt không mà mất da hết rồi. Ngon quá. Khấu à. Miếng rau luôn. Gừng đêm. Đêm ngon chưa? Không còn ít trên mép à. Bà sữa không rau mà sữa. Bà. Không bà. Nó chỉ thích ăn rau chị chậm thôi. Vô trên chậu nó mới thích ăn. Bao nhiêu cây gạch tím mình trồng nó ăn lá hết rồi. Còn không có rồi. Nó đợi cái đọt phải ra dài nó ăn tiếp. Ăn còn biết cái gì. Nó muốn rồi là nó ăn sạch lá luôn á. Còn dạng như là có nhiều người ta ăn mà người ta không có ăn cái lá, người ta ăn cái cọng không á. Kiểu bò sữa đang trợ giúp. Ngon, ngon. Không cay nữa sẽ không ngon đâu. Ngon quá. Béo. Nó mỏ đi cho mập luôn á. Phì con rồi đó. Con ăn miệng mềm nữa kìa. Con nó thành con heo. Ngay cuộn à. Con lấy mấy phê. Yeah. Anh chỉ ngắt cái chỗ mà có mỡ đó. Hê nó ngon. Nó mềm hả? Đang cân rồi đó nha. Ba biết ăn uống với ai cũng như không lặn hết. Cái mình chị thì vẫn đi ngay ha. Mình dây. Ăn hoài không mập. Tại mình ăn hoài mà không mập các bạn. Tại chị Hiền mình dây. Chứ không phải là mình cũng ăn. Mà tại cứ ấm này ăn được nhiều, khỏi sợ béo phì. Ăn cho đã hả? Đã. Cho cọng rau nè. Ăn đi con bò. Cục mỡ không, cái này cục mỡ nha, xác nhận này là cục mỡ nha. Anh cho bò sữa anh cần gì là sẽ ăn nó gỡ ra đút nó đút nguyên cái không. Ơ bác sĩ quá kìa. Bác sĩ vô đây con. Bác sĩ, bác sĩ vô đây. Bác sĩ bà già biết có ăn đi về. Bác sĩ ơi không đi rồi. Bác sĩ biểu đi qua tới đây rồi. Không ơi. Ngại thấy con vậy nó đây nè. Về cho nó nhẹ nhàng thôi nha. Từ tốn thôi nè. Cắn hết đi. Hả miệng ra bà sợ. Hả bự à. Khôn như mày á. Nó khôn lắm. Khôn như mày quê tao đầy. Nó cắn mà. Nó kêu đường nó gỡ. Ủa thường khi mẹ ăn rau dữ lắm. Tao nhớ mẹ ăn rau dữ lắm mà. Phải ăn thôi. Rồi. Quấn cái miếng thịt kìa. Hay ta. Thường ngày mẹ ăn rau dữ lắm mà. Tôi nhớ tao tổng như mày cũng ăn hết mà. Ăn vô. Rau vô. Ăn vô. Cố gắng lắm mà. Cố gắng bị ép buộc. Ăn này nó hơi ngán nha các bạn. Nhiều mỡ, nhiều ấy quá. Khoan giờ ăn miếng thịt đi. Rất là ngon. Miếng mỡ luôn nè. Trời ơi, anh hai quất miếng mỡ chiên giòn. Mỡ chiên giòn. À. Lên rồi. Kỳ này chắc anh lên tầm ký quá. Chứ nào miếng thịt đi chị Hiền ơi. Miếng ăn da nè. Thôi em ăn cái sườn khô này đi. Nó cứng lắm á. Ok. Chấm. Mời các bạn.
nó giòn. Ngon. Cuộn rồi, ăn hết rồi lát rồi. Ba. Mời các bạn nữa nha. Mời bò sữa nha, mời bò sữa chị ăn nha. Đây. Mời. Ăn rau như bò ăn cỏ. Ăn rau như bò luôn. Ngon không mềm ơi. Cao quá. Cao quá các bạn ơi. Quá cày các bạn ơi, xong rồi xuất hiện tới vừa nữa. Từ 2kg mà chiên hành cần chừng nửa ký rồi các bạn. Thất thoát gì quá. Cái là do nó rút cho các bạn chứ không phải gì nha. Mở thôi. Nó ra. Nghĩ rồi. Thôi cái mấy này mình kết thúc video tại đây nha các bạn. Về đóng hàng cho khách. Chị Hiền kết thúc video giùm em. Bye bye các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nếu các bạn thấy hay và ý nghĩa thì hãy like, subscribe và đăng ký kênh gì đó. Bye bye. Bye bye. Ô, bác sĩ. Bên kìa. Vô. Xin ăn à. Bác sĩ, xì. Bò sữa của mẹ mày. Của mẹ mày mày. Xì. Đi ra. Để chị cho này con. Trời ơi, xạo bò sữa nó làm gớt rồi. Anh lấy xì. Trời ơi. Nó không có răng nữa các bạn, ăn cực lắm. Rồi, bữa nay lâu lắm rồi nó mới đi qua vườn chơi á hai. Ừ. Nó yếu rồi, nó bệnh rồi. Nó già các bạn ơi. Ông Nhát là ăn được vui mừng kìa, bò sữa nãy rồi ăn nhiều rồi con.